Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và cũng là hoạt động hướng tới ngày hội Mai Anh Đào Tuyền Lâm Đà Lạt, tối ngày 24 tháng 12, tại khu dự án Golf Valley Đà Lạt, Sở Công Thương Lâm Đồng phối hợp với công ty tổ chức hội chợ triển lãm Đông Á, khai mạc hội chợ thương mại với chủ đề Tuần lễ mua sắm Đà Lạt 2016-2017. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Lâm Đồng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Hội chợ thương mại với chủ đề Tuần lễ mua sắm Đà Lạt 2016-2017 thu hút 330 gian hàng của trên 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó có 300 gian hàng là doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. 30 gian hàng đến từ các nước bạn là Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia và Philippines. Với mục tiêu hội chợ không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mang ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội của Đà Lạt Lâm Đồng, hội chợ còn là hoạt động để các doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, kích cầu mua sắm, cũng như thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Mục đích của cái hội chợ triển lãm này là nhằm tăng cường cái kích cầu. Nó là một trong hoạt động xúc tiến thương mại, nhưng cũng là hoạt động kích cầu để phục vụ bà con nhân dân Đà Lạt trong cái dịp Tết dương lịch và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Nhìn chung thì cái hội chợ lần này thì ban tổ chức sẽ gặp các doanh nghiệp và sẽ động viên các doanh nghiệp sẽ đưa ra sản phẩm tốt nhất và giá cả hợp lý để cho bà phục vụ bà con trong cái dịp Tết này. Với nhiều sản phẩm thiết yếu phục vụ người tiêu dùng phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đã được các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu tại hội chợ, như sản phẩm công nghiệp bao gồm máy móc thiết bị, đồ điện điện tử, viễn thông, tin học, văn phòng phẩm, sản phẩm hàng may mặc, giày dép, mũ nón, hóa mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất, hàng gia dụng, lương thực thực phẩm, đồ lưu niệm, đặc sản vùng miền của các địa phương. Tôi đứng đây tham gia là lần đầu tiên tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cũng muốn để quảng cáo sản phẩm đều và đậu phộng rang tỏi, đưa sản phẩm này đến với thành phố Đà Lạt để cho người tiêu dùng. Lượng hàng bán rất là tốt, tôi kỳ vọng là sẽ thành công tốt đẹp trong cái hội chợ. Đến đây hôm nay nó mới là ngày đầu tiên khai mạc của hội chợ, nhưng tôi cảm thấy khách ở trong đây thì cũng cảm thấy mến khách, mà hội chợ các doanh nghiệp nhà tổ chức cũng tạo điều kiện cho những doanh nghiệp của chúng tôi vào đây được thuận tiện, là mong muốn cái hội chợ lần này cho các doanh nghiệp được thành công tốt đẹp. Mặt hàng chúng tôi tham gia hội chợ lần này là rượu sake. Ở đây thấy người dân mua sắm rất nhiều, tuy là ngày đầu khai mạc nhưng thấy khách hàng rất đông. Điều đáng nói của hội chợ lần này là ban tổ chức đã bố trí mặt bằng ngay tại trung tâm thành phố. Các gian hàng được thiết kế đảm bảo mỹ quan, thuận tiện cho người dân vui chơi mua sắm. Các sản phẩm được bày bán tại hội chợ đa số là hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm được doanh nghiệp thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn để phục vụ và kích cầu sức mua của người dân. Hôm nay đi tham quan hội chợ thương mại Đà Lạt này, thấy các mặt hàng ở đây là rất phong phú, giá cả thì thấy cũng là hợp cái túi tiền của người dân lao động ở thành phố Đà Lạt. Như bản thân tôi thấy là lên tổ chức những hội chợ như thế này để cho người lao động có điều kiện để mua sắm trong dịp cuối năm, Tết cuối năm sắp tới. Nói chung hội chợ hôm nay rất là đông vui nhộn nhịp, đủ mà nói về mặt hàng thì rất là nhiều mặt hàng, đủ các chủng loại, mà giá cả thì hợp lý. Nói chung là mong năm nào ở thành phố mình cũng tổ chức cái chương trình này, cái hội chợ này, để cho du khách cũng như khách địa phương mình sống mua đồ chuẩn. Theo đánh giá của đông đảo người dân tại địa phương, so với những lần hội chợ thương mại được tổ chức trước đây, tuần lễ mua sắm Đà Lạt 2016-2017 thu hút được nhiều doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước. Từ đó, sản phẩm đem đến hội chợ cũng đa dạng và chất lượng hơn. Vì thế mà chỉ trong đêm khai mạc đầu tiên, hội chợ đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan mua sắm, tạo nên không khí sôi động, nhộn nhịp những ngày cuối năm. Cùng với các hoạt động xúc tiến thương mại và chương trình tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu, hàng đêm, ban tổ chức còn tổ chức chương trình văn nghệ với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng để phục vụ người dân. Tuần lễ mua sắm Đà Lạt 2016-2017 sẽ kéo dài đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2017. Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2016, các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã thu về gần 5 tỷ đồng từ tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, đạt bình quân 5 triệu đồng một người, đưa vào ăn thêm 14.000 đồng một ngày.